Thưa các đồng chí, tôi thì rất là quan tâm đến cái dự án nhà máy nước sông Đà. Tôi quan tâm nó bởi không chỉ nó là cái hoạt động kinh tế, một cái dự án kinh tế đơn thuần, mà nó là một dự án có ý nghĩa xã hội hết sức là sâu sắc. Hồi tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng rất là quan tâm đến cái việc cung cấp nước cho dân. Ra đây tôi thấy cái dự án này các đồng chí triển khai lâu nay, và cái cố gắng chung của Hà Nội, của Hòa Bình và của tổng công ty đó đã mang lại những cái kết quả bước đầu rất là thiết thực. Bây giờ tổng công ty đã làm được cái giai đoạn đầu, phải không? Được cái 300.000 mét khối, đó là một cái giai đoạn rất là quan trọng. Mà tôi nghĩ là 300.000 sao, 600.000 sao thì thuận lợi hơn, bởi vì mình nó có cái cơ sở này rồi. Cái nỗ lực của tổng công ty tôi thấy là cái này là một cái quyết tâm lớn lắm á, không? Và cũng phải nói cũng có tầm chiến lược. Chấp nhận lấy nước từ sông Đà, nó có hơi xa với Hà Nội, nhưng mà nó đảm bảo cái chất lượng, cái nguồn nước phục vụ tốt cho cuộc sống của người dân. Bây giờ cái dự án này đó thì nói thật là tôi quan tâm nó có mấy việc ông Khôi ơi, mà nó liên quan đến Hà Nội nhiều. Tôi thấy cái thứ nhất đó là hình như là cái phối hợp của mình nó chưa đồng bộ, hay là tự tổng công ty Vinaconex cũng chưa đồng bộ nữa. Rồi phối hợp với Hà Nội có đồng bộ chưa? Mà bây giờ 300.000 khối rồi, nhưng mà mới chỉ sử dụng có 85.000. Tôi thấy cái đó là một cái, nếu tính về kinh tế thì thiệt hại lắm. Mà gỡ cái này là gỡ bao lâu? Nếu các đồng chí tính là cũng hàng năm nữa phải không? Mà năm nữa là tích cực lắm mới gỡ được. Trong khi Hà Nội thì anh Khôi nói rằng là Vinaconex đáng là phải tổ chức thêm cái mạng, nhưng mà mới tổ chức cái mạng mấy trăm tỷ đó chưa thua gì. Thì cái này tôi không biết cái trách nhiệm của Hà Nội như thế nào, trách nhiệm của Vinaconex như thế nào, phải bàn kỹ là cần. Mà cái chính cái không đồng bộ này nó gây khó khăn và nó cũng gây cái hậu quả. Bây giờ hậu quả là gì? Dân thì đang thiếu nước, mà ở đây thì lại thừa nước. Mà cái thấy nghịch lý không? Đấy. Mình nhìn vào vậy thì mình không thấy bằng lòng rồi. Cho nên tôi đề nghị là phải vì cái lợi ích chung mà cùng nhau khắc phục cái này. Mà đặc biệt về phương diện kinh tế đó thì không thể để cho nó cái độ trên này kéo dài. Kéo dài độ trên này Vinaconex chịu không nổi đâu. Mà tôi nghĩ trước khi làm dự án này là phải bàn kỹ cái này lắm. Cái phần nào của ai, phần nào của ai, tới đâu sử dụng ra làm sao, cái nào là đường ống chính, cái nào là mạng, cái nào phải bàn kỹ lắm. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh là cái khuyết điểm này thôi, tôi không muốn nói của ai, nhưng mà tôi đề nghị các đồng chí phải bàn chứ. Phải bàn. Rồi phần nào của ai đó là phải khắc phục, không để cái tình trạng này xảy ra. Cái thứ hai là tôi cũng thấy bất hợp lý là cái giá. Tôi làm tới bây giờ mà cũng chưa định giá nữa là sao? Được không? Cái nào hữu nghị, tình nghĩa là tình nghĩa, nhưng mà vô làm ăn kinh tế là phải đâu đó rõ ràng. Tôi bàn từ lúc mà tôi khởi công rồi chứ. Trước khi khởi công là tôi biết là cái giá này là bao nhiêu, ra làm sao. Rồi tính cái thời gian, tính cái trượt giá, tính gì ta phải tính cơ bản đó chứ. Chứ để vậy là tôi nói các đồng chí là một là quá chậm, hai nữa bây giờ bàn rất khó, bởi vì nó sự thể ra rồi. Bây giờ nếu mà ấy thì anh Vinaconex anh cũng phải chịu thôi. Nếu mà anh em mà không thực sự mà hỗ trợ nhau đó thì có những cái khó khăn. Mà làm ăn kinh tế người ta không làm vậy đâu.
cái nào là tình nghĩa, cái nào là xã hội thì ra xã hội. Tôi cho rằng Vinaconex mà làm cuốn này á, thì như vậy là cũng cũng không phù hợp với quy luật kinh tế đâu. Cho nên tôi đề nghị là phải sớm tính cái này, còn tính sau thì tùy các đồng chí thôi. Mà trên tinh thần đồng chí anh em, trên tinh thần có trước có sau, đảm bảo cái hài hòa cái lợi ích, và phải giải quyết cho nhanh để mà đưa vào phục vụ cho dân. Và tôi cũng đồng tình đó, là phải từng bước nó hạn chế và giảm cái khai thác nước ngầm. Một là nước ngầm bây giờ nó cũng ô nhiễm lắm rồi, hai nữa nó về lâu dài nó tác hại lắm. Ở Hà Nội thì tôi chưa nghe nói, chứ ở thành phố Hồ Chí Minh đó, là trước đây khai thác nước ngầm cứ mỗi năm nó sụp nhiều, mỗi năm nó sụp bao nhiêu. Cho nên tôi mong rằng các đồng chí phải tính toán cái này, và Hà Nội cũng phải quyết tâm đó, trong thời gian bao năm là đảm bảo nước đầy đủ cho dân. Chứ các đồng chí thấy hôm trước cái đợt lũ lụt đặc biệt ở Hà Nội đó, lũ thì nước dư vậy, nhưng mà bình thường là dân không có nước, bình thường dân không có nước. Cho nên đây là một bài toán kinh tế, một bài toán quy hoạch, một bài toán xã hội hết sức là phong phú và sâu sắc. Thì tôi mong rằng các đồng chí cố gắng mà bàn với nhau giải quyết sớm này. Hôm nay anh coi thay mặt cho lãnh đạo Hà Nội đây, tôi nghĩ về anh thôi đặt vấn đề một cách khẩn trương. Còn cái lời giải như thế nào thì các đồng chí quyết với nhau thôi. Nhưng mà nếu để chậm á thì không tốt. Bây giờ giai đoạn này cũng là giai đoạn cũng còn khó khăn, nhưng mà tôi mong các đồng chí nếu hợp tác nhau thì khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua hết. Và là chúng ta đối mặt với khó khăn và đi đến tận cùng khó khăn đó thì chúng ta sẽ thấy thắng lợi. Xin cảm ơn các đồng chí.